Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong chuyện hôn nhân, không ai là không muốn có được hạnh phúc trọn vẹn. Bên cạnh những cặp quan sát hợp tuổi, lấy nhau thì được lộc trời cho, giàu có hạnh phúc, thì cũng có không ít những cặp đôi hệ cứ lấy nhau là một đời khổ cực, sinh ly tử biệt, cô đơn tủi nhục suốt cuộc đời. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cặp quan sát như vậy. Trong phong thủy gọi là thiên địa tương xung, tức là những cặp quan sát này bị thiên xung và địa xung. Cặp này là xấu nhất trong các cặp, lỡ lấy nhau thì một đời bạc mệnh, sinh ly tử biệt, cô đơn tủi nhục suốt cuộc đời. Ngoài lấy nhau thì những cặp quan sát này khi kết hợp với nhau cũng không được lâu bền, sinh ra nhiều xung sát thị phi, tán gia bại sản. Nếu đẻ con vào những tuổi này cũng sẽ hại bố hại mẹ, gia đình ly tán. Vậy đó là những con sát nào và cách hóa giải ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có kẻ hệ cứ gần nhau là gặp họa sát thân, cũng bởi trong năm tháng ngày sở sinh của mỗi chúng ta đều ẩn tàng thiên can và địa chi, âm dương và ngũ hành. Khi những thông tin này kết hợp với nhau được tương sinh tương hợp là tốt, nhưng nếu lỡ phạm vào tương xung thì một đời bạc mệnh. Cụ thể như sau. Trong năm sinh của mỗi người đều chứa thiên can và địa chi. Thiên can gồm có 10 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Địa chi gồm 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Xét về ngũ hành của thiên can, ta có Giáp, Ất có ngũ hành thuộc mộc, xung với Canh, Tân có ngũ hành thuộc kim, Bính, Đinh thuộc hỏa, xung với Nhâm, Quý thuộc thủy, Mậu, Kỷ có ngũ hành thuộc thổ, xung với Giáp, Tý có ngũ hành thuộc mộc, Canh, Tân có ngũ hành thuộc kim, xung với Bính, Đinh có ngũ hành thuộc hỏa, cuối cùng là Nhâm, Quý có ngũ hành thuộc thủy, xung với Mậu, Kỷ có ngũ hành thuộc thổ. Những cặp đôi thiên địa tương xung là những người có thiên can tương xung và địa chi tương xung xấu nhất trong các cặp đôi. Cặp này còn nguy hiểm hơn các cặp thiên khắc địa xung. Thiên can tương xung bao gồm các cặp Giáp xung Canh, Ất xung Tân, Bính xung Nhâm, Đinh xung Quý, Mậu xung Giáp, Kỷ xung Ất, Canh xung Bính, Tân xung Đinh, Nhâm xung Mậu, Quý xung Kỷ. Quý vị lưu ý, thiên can chỉ xung một chiều, ví dụ như Giáp xung Canh nhưng Canh không xung Giáp, Ất xung Tân nhưng Tân không xung Ất, tương tự với các cặp đôi còn lại. Cặp địa chi tương xung bao gồm các cặp sau: Tý xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Tỵ xung Hợi, Thìn xung Tuất, Mão xung Dậu. Kết hợp giữa thiên can và địa chi, ta có các cặp con giáp thiên địa tương xung như sau. Quý vị hãy cùng theo dõi xem mình có bị rơi vào những cặp thiên địa tương xung này không nhé. Cặp thiên địa tương xung đầu tiên, Giáp xung Canh, ta có những tuổi sau: Giáp Tý 1984 xung Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954 xung Canh Tý 1960, Giáp Ngọ 2014 xung Canh Tý 2020, Giáp Dần 1974 xung Canh Thân 1980, Giáp Thân 1944 xung Canh Dần 1950, Giáp Thân 2004 xung Canh Dần 2010, Giáp Thìn 1964 xung Canh Tuất 1970, Giáp Tuất 1994 xung Canh Thìn 2000. Đó là những cặp thiên địa tương xung đầu tiên. Cặp thiên địa tương xung thứ hai, Ất xung Tân, ta có những cặp đôi sau: Ất Sửu 1985 xung Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955 xung Tân Sửu 1961, Ất Mão 1975 xung Tân Dậu 1981, Ất Dậu 1945 xung Tân Mão 1951, Ất Dậu 2005 xung Tân Mão 2011, Ất Tỵ 1965 xung Tân Hợi 1971, Ất Hợi 1995 xung Tân Tỵ 2001. Những tuổi này kiêng kỵ lấy nhau, kết hợp làm ăn với nhau hoặc sinh con vào những cặp này thì gia đình ly tán. Cặp thiên địa tương xung thứ ba là cặp Bính xung Nhâm, bao gồm những cặp sau: Bính Tý 1996 xung Nhâm Ngọ 2002, hoặc Nhâm Ngọ 1942, Bính Ngọ 1966 xung Nhâm Tý 1972, Bính Dần 1986 xung Nhâm Thân 1992, Bính Thân 1956 xung Nhâm Dần 1962, Bính Thân 2016 xung Nhâm Dần 2022, Bính Thìn 1976 xung Nhâm Tuất 1982, Bính Tuất 1946 xung Nhâm Thìn 1952, Bính Tuất 2006 xung Nhâm Thìn 2012. Đó là những cặp thiên địa tương xung thứ ba. Những cặp này cũng tuyệt đối không nên kết hôn với nhau, cũng không nên sinh con hay hợp tác làm ăn với những cặp tuổi trên. Cặp thiên địa tương xung thứ tư, Đinh xung Quý, ta có những cặp con sát sau:
Đinh Sửu 1997, Xuân Quý Mùi 2002 hoặc Quý Mùi 1942, Đinh Mùi 1967, Xuân Quý Sửu 1973, Đinh Mão 1987, Xuân Quý Dậu 1993, Đinh Dậu 1957, Xuân Quý Mão 1963, Đinh Tị 1977, Xuân Quý Hợi 1983, Đinh Hợi 1947, Xuân Quý Tị 1953 hoặc Quý Tị 2013. Đó là những cặp con giáp thiên địa tương xung thứ tư. Cặp thiên địa tương xung thứ năm, Mậu xung giáp, bao gồm những cặp con giáp sau: Mậu Tý 1948 xung giáp Ngọ 1954, Mậu Ngọ 1978 xung giáp Tý 1984, Mậu Dần 1998 xung giáp Thân 1944 hoặc giáp Thân 2004, Mậu Thân 1968 xung giáp Dần 1974, Mậu Thìn 1988 xung giáp Tuất 1994, Mậu Tuất 1958 hoặc Mậu Tuất 2018 xung giáp Thìn 1964 hoặc giáp Thìn 2024. Đó là các cặp thiên địa tương xung thứ năm. Cặp thiên địa tương xung thứ 6, Kỷ xung Ất, bao gồm các cặp con giáp sau: Kỷ Sửu 1949 hoặc 2009 xung Ất Mùi 1955 hoặc 2015, Kỷ Mùi 1979 xung Ất Sửu 1985, Kỷ Mão 1999 xung Ất Dậu 1945 hoặc Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1968 xung Ất Mão 1975, Kỷ Tỵ 1989 xung Ất Hợi 1995, Kỷ Hợi 1959 hoặc Kỷ Hợi 2019 xung Ất Tỵ 1965. Đó là những cặp thiên địa tương xung thứ 6. Cặp thiên địa tương xung thứ 7, Canh xung Bính, bao gồm những cặp sau: Canh Tý 1960 hoặc Canh Tý 2020 xung Bính Ngọ 1966, Canh Ngọ 1990 xung Bính Tý 1996, Canh Dần 1950 hoặc Canh Dần 2010 xung Bính Thân 1956 hoặc Bính Thân 2016, Canh Thân 1980 xung Bính Dần 1986, Canh Thìn 2000 xung Bính Tuất 1946 hoặc Bính Tuất 2006, Canh Tuất 1970 xung Bính Thìn 1976. Đó là cặp thiên địa tương xung thứ 7. Cặp thiên địa tương xung thứ 8, Tân xung Đinh, chúng ta có những cặp con giáp sau: Tân Sửu 1961 hoặc Tân Sửu 2021 xung Đinh Mùi 1967, Tân Mùi 1991 xung Đinh Sửu 1997, Tân Mão 1951 hoặc Tân Mão 2011 xung Đinh Dậu 1957 hoặc Đinh Dậu 2017, Tân Dậu 1981 xung Đinh Mão 1987, Tân Tỵ 2001 xung Đinh Hợi 1947 hoặc 2007, Tân Hợi 1971 xung Đinh Tỵ 1977. Đó là các cặp con giáp thiên địa tương xung thứ 8. Cặp thiên địa tương xung thứ 9, Nhâm xung Mậu, bao gồm những cặp con giáp sau: Nhâm Tý 1972 xung Mậu Ngọ 1978, Nhâm Ngọ 1942 hoặc là Nhâm Ngọ 2002 xung Mậu Tý 1948 hoặc 2008, Nhâm Dần 1962 hoặc 2022 xung Mậu Thân 1968 hoặc 2028, Nhâm Dần 1992 xung Mậu Dần 1998, Nhâm Thìn 1952 hoặc 2012 xung Mậu Tuất 1958 hoặc 2018, Nhâm Tuất 1982 xung Mậu Thìn 1988. Đó là các cặp đôi thiên địa tương xung thứ 9. Các cặp thiên địa tương xung thứ 10, Quý xung Kỷ, bao gồm những cặp con giáp sau: Quý Sửu 1973 xung Kỷ Mùi 1979, Quý Mùi 1943 hoặc Quý Mùi 2003 xung Kỷ Sửu 1949 hoặc 2009, Quý Mão 1963 hoặc 2023 xung Kỷ Dậu 1969 hoặc 2029, Quý Dậu 1993 xung Kỷ Mão 1999, Quý Tỵ 1953 hoặc 2013 xung Kỷ Hợi 1959 hoặc là 2019, Quý Hợi 1983 xung Kỷ Tỵ 1989. Đó là các cặp thiên địa tương xung cuối cùng. Đó là 10 cặp quan sát thiên địa tương xung khi lấy nhau hoặc kết hợp làm ăn trắc trở, khó khăn. Vậy làm thế nào để hóa giải xung khắc cho những cặp quan sát này? Quý vị thân mến, trong huyền học, các bậc cao nhân có để lại, bệnh quỷ thì sẽ có thuốc tiên. Vậy nên mọi xung khắc thì cũng đều có thể dựa vào âm dương ngũ hành để hóa giải. Thiên can địa chi thì tham sinh kỵ khắc, ngũ hành thì tham hợp quên xung. Vậy nên để hóa giải những cặp đôi xung khắc này, chúng ta cũng dựa vào quy luật âm dương ngũ hành để hóa giải. Ví dụ 1, cặp giáp Tý 1984 xung Canh Ngọ 1990, ta có thể chọn sinh con hoặc kết hợp với những người có thiên can Kỷ hoặc địa chi Sửu Mùi. Giáp Kỷ hợp hóa thổ sẽ không xung Canh, Tý Sửu hợp sẽ không xung Ngọ nữa, hoặc Ngọ Mùi hợp sẽ không xung Tý. Vậy nên những cặp giáp Tý 1984 lấy Canh Ngọ 1990 thì có thể sinh con tuổi Kỷ Sửu 2009 để hóa giải.
Giáp hợp với Kỷ sẽ không xung canh, Tý hợp với Sửu sẽ không xung ngọ. Hoặc trong việc làm ăn nên chọn người sinh năm 1979 Kỷ Mùi, Giáp hợp Kỷ không xung canh, Ngọ hợp Mùi không xung Tý. Ví dụ 2, Ất Mão 1975 với Tân Dậu 1981 là thiên địa tương xung. Trường hợp này ta sẽ sử dụng bộ thiên can hợp hóa, Ất và Canh là tương hợp, Mão với Tuất là nhị hợp, Thìn với Dậu là nhị hợp. Trong trường hợp này, cặp vợ chồng Ất Mão với Tân Dậu có thể chọn sinh con năm 2000 là năm Canh Thìn. Ất Canh hợp sẽ không xung Tân, Thìn Dậu hợp sẽ không xung Mão, hoặc kết hợp làm ăn có thể chọn tuổi như vậy để hóa giải cặp thiên khắc địa xung này. Ví dụ 3, Bính Dần 1986 và Nhâm Thân 1992, cặp này cũng là cặp thiên địa tương xung. Để hóa giải, sử dụng bộ thiên can hợp hóa, Bính hợp Tân sẽ không xung Nhâm, Thân hợp Tỵ sẽ không xung Dần, Hợi hợp Dần sẽ không xung Thân. Vậy nên với những cặp này có thể nhận con nuôi hoặc là sinh con năm 2001 là năm Tân Tỵ, hoặc kết hợp làm ăn với những người tuổi Tân Hợi 1971. Chúng ta có bộ thiên can hợp hóa như sau: Giáp hợp Kỷ, Ất hợp Canh, Bính hợp Tân, Đinh hợp Nhâm, Mậu hợp Quý, bộ địa chi lục hợp, Tý hợp Sửu, Ngọ hợp Mùi, Dần hợp Hợi, Thân hợp Tỵ, Thìn hợp Dậu, Tuất hợp Mão. Khi các cặp đôi vợ chồng lấy nhau mà bị phạm vào thiên địa tương xung thì có hai cách để hóa giải. Cách thứ nhất, theo quan niệm của Phật giáo, không xung khắc đến từ chữ duyên và nghiệp mà ra. Khi duyên tốt thì nghiệp không còn, vậy nên cần phải tu tâm dưỡng tính, tích đức, hành thiện và luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là pháp khí của nhà Phật chuyên để hóa giải duyên và giải nghiệp, hóa giải những cặp thiên khắc địa xung hoặc thiên địa tương xung. Vật phẩm được làm từ bạc S999, mặt trước là hình tượng hoa sen, là nơi tọa thiền của Đức Phật. Trên mỗi cánh sen có khắc những pháp bảo của nhà Phật như: vòng trong cùng khắc lục tự đại minh chú Uống Mani Bát Minh Hồng, vòng ngoài của bát bảo tâm kinh có khắc bát bảo là tám pháp bảo trợ duyên trừ nghiệp của nhà Phật như bảo cái, song ngư, bảo bình, liên hoa, bạch hải loa, cát tường kết, thắng phan và bánh xe pháp luân. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh, đây là chú tịnh thân trừ nghiệp hóa duyên, giúp cho gia chủ tâm hồn được an tịnh, từ đó hóa giải nghiệp duyên và những xung khắc, nhất là những cặp con giáp thiên khắc địa xung hoặc thiên địa tương xung. Cách thứ hai, cứ sử dụng bộ thiên can và địa chi hợp hóa để hóa giải. Quý vị hãy kiểm chứng bên cạnh mình, trong thực tế có rất nhiều cặp đôi thiên khắc địa xung nhưng họ vẫn sống hạnh phúc và giàu có. Những cặp đôi đó chắc chắn bên cạnh họ hoặc con cái của họ sẽ rơi vào những bộ hợp hóa. Quý vị biết những cặp đôi nào như vậy, hãy comment bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Ví dụ như những người tuổi Tý mà lấy tuổi Ngọ, họ giàu có thì chắc chắn con cái rơi vào tuổi Sửu hoặc tuổi Mùi, hoặc thiên can rơi vào bộ hợp hóa như đã trình bày ở trên. Thưa quý vị, trong cuộc sống khi gặp nhau đến được với nhau là duyên trời định, nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì lại là một nhẽ khác. Có những cặp đôi họ phải bắt buộc đến với nhau, không có lựa chọn nào khác. Có những người may mắn hơn khi xem video này sẽ tránh được những điều xấu nói trên. Đôi khi biết được những điều này mà chúng ta không thể chọn ra được, bởi chữ duyên quyết định. Ví dụ cặp con giáp Tý 1984 lấy canh Ngọ 1990 biết rằng sinh con 2009 Kỷ Sửu là tốt, hay 2021 Tân Sửu, hay 2015 Ất Sửu cũng tốt. Nhưng nếu thiên thời không cho phép thì cũng không thể chọn được. Các cụ vẫn nói người tính không bằng trời tính, vậy nên vạn sự tùy duyên. Nếu đủ duyên, những điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị. Vậy nên nếu rơi vào những cặp con giáp xung khắc này mà không sinh con hóa giải được hoặc không thể nhận con nuôi thì quý vị cũng đừng quá lo lắng nhé. Quý vị hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh để hóa giải. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những cặp quan sát thiên khắc địa xung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng qua video này quý vị sẽ không chọn nhầm những người không phù hợp ở bên mình để tránh được những điều xấu và những hung họa đáng tiếc có thể xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!